Sáng nay ngày 22 tháng 4, thành phố Đà Nẵng chính thức triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Hai trong 8 điểm tiêm của kế hoạch tiêm 10.300 mũi vaccine đợt đầu tiên là Cung Thể thao Tiên Sơn và Bệnh viện Ung Bướu đã tiêm vaccine những trẻ em đầu tiên là học sinh lớp 6 các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Từ sáng sớm, lực lượng y tế quận Hải Châu phối hợp với ngành chức năng địa phương triển khai công tác chuẩn bị cơ sở tiêm tại Cung Thể thao Tiên Sơn. Trong sáng nay, tại điểm tiêm này có khoảng 300 học sinh lớp 6 của 5 trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Hải Châu. Các đơn vị phụ trách tiêm chủng thực hiện khám sàng lọc trước tiêm. Học sinh phụ huynh đến điểm tiêm chủng với tâm lý an tâm, thoải mái. Sáng nay trước khi đi tiêm thì ba mẹ có dặn là ăn uống đầy đủ, thầy cô cũng nhắc nhở là phải đi đúng giờ, rồi phải mang theo giấy khai sinh, rồi phải phụ huynh ký tên đầy đủ để con an tâm đi tiêm vaccine ạ. Ba mẹ cũng động viên là nó cũng giống như là mình đi tiêm bình thường thôi. Rồi mình cũng muốn cho cháu đi tiêm để cháu ngừa COVID. Trẻ thì nếu như mà được đi tiêm thì nó sẽ đỡ khi mà bị mắc bệnh hơn. Theo đại diện các trường trung học cơ sở có học sinh tiêm chủng sáng nay, trong khoảng thời gian sau Tết, đặc biệt là trung tuần tháng 2, nhiều lớp có học sinh nhiễm COVID-19, nên đợt này số em được tiêm ở mỗi lớp khá ít. Để giúp học sinh và phụ huynh yên tâm, các trường học đã tổ chức khảo sát tư vấn về lợi ích của tiêm vaccine. Sau khi chúng tôi được tập huấn, được Sở Y tế, Sở Giáo dục mà tập huấn công tác tuyên truyền, thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền đến phụ huynh tất cả những nội dung của các cấp mà chỉ đạo. Phụ huynh cũng đã rất là yên tâm và cơ bản là phụ huynh nắm được cái nội dung quan trọng, đó là cần thiết phải tiêm, bởi vì là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Loại vaccine sử dụng trong đợt này là Moderna với 10.300 liều 0,25 ml, trong đó ưu tiên tiêm trước cho nhóm trẻ 11 tuổi hiện đang học lớp 6 tại các trường trên địa bàn thành phố. Ngành y tế bố trí đầy đủ thiết bị tại các điểm tiêm để kịp thời ứng cứu nếu có trường hợp bị phản ứng sau tiêm, đồng thời có những hướng dẫn cụ thể đối với học sinh, phụ huynh, người giám hộ. Cái lứa tuổi này rất nhạy cảm trong cái điểm tiêm chủng. Thì xác định như vậy thì chúng tôi ngay đầu tiên công tác truyền thông đến phụ huynh học sinh, làm công tác tư tưởng cho phụ huynh học sinh, xác định tiêm chủng là bảo vệ biện pháp tốt nhất cho trẻ. Thứ hai là khi tiêm chủng thì làm cho trẻ an tâm và tiêm chủng. Cái thứ ba là sau khi tiêm thì các cháu được theo dõi tại điểm tiêm 30 phút. Và sau khi về nhà thì phụ huynh tiếp tục theo dõi các cháu trong vòng 24 giờ đầu và nhất là trong vòng 7 ngày thì hạn chế các cháu mà vận động mạnh. Để đảm bảo an toàn, hiệu quả và theo dõi sát sao các phản ứng sau tiêm chủng, trong ngày đầu tiên triển khai, tiêm không quá 50 trẻ một buổi một bàn tiêm. Công tác tiêm chủng sẽ được tổ chức theo hình thức cuốn chiếu theo trường. Dự kiến đợt 1 tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25 và 27 tháng 4.